Nếu bạn là một người yêu thích thể loại phim siêu anh hùng và đang muốn tìm xem có bộ phim nào phù hợp để xem vào dịp Giáng sinh này hay không, Hawkeye, TV series mới nhất của Marvel trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Disney Plus có lẽ chính là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn để cả nhà có thể quây quần lại với nhau và thưởng thức. Và với tập cuối vừa được lên sóng vào ngày 22 tháng 12 vừa rồi, thì chào mừng các bạn đã đến với Way to Weird Movie. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi qua toàn bộ hành trình của anh chàng Clint Barton trong bộ phim riêng đầu tiên của mình thôi nào. Let's go! Bên cạnh câu chuyện xoay quanh nhân vật Clint Barton ra, mọi thứ xảy ra trong Hawkeye đều bắt nguồn từ các sự kiện trong quá khứ của một số nhân vật nòng cốt khác xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Đầu tiên thì phải kể đến Kate Bishop, con một của một gia đình khá giàu có với bố mẹ là Derek và Eleanor. Và vào năm 2012 tại New York, giữa lúc sự kiện mà binh đoàn Chitauri của Loki bắt đầu tàn phá khắp mọi nơi, căn nhà của Kate cũng không phải ngoại lệ. Cuộc tấn công này đã khiến cho bố của Kate không may qua đời. Kate thì rất may mắn khi cô bé được Clint giải cứu trong gang tấc từ tòa nhà đối diện. Và cô cũng tự mình chứng kiến được sự dũng cảm và kiên cường của anh chàng Hawkeye, một người thường nhưng vẫn rất nổi bật trong biệt đội Avengers siêu phàm. Chính vì thế mà khi mọi thứ khép lại, Kate quyết định sẽ luyện tập để trở thành một cung thủ tài ba, noi theo thần tượng của mình để bảo vệ gia đình nhỏ của bản thân. Kế đến thì ta có Maya Lopez. Cô nàng bị khiếm thính bẩm sinh từ nhỏ và bị cụt một bên chân. Tuy nhiên nhờ trí sắt đá, cô vẫn có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí là vượt trội hơn trong các bộ môn về thể chất. Tầm chục năm sau, thời điểm mà cú búng tay của Thanos diễn ra khiến cho một nửa dân số bị xóa sổ. May mắn là cô và bố của mình đã không bị tan biến. Nhưng cũng vì lý do này mà tổ chức tội phạm do bố cô cầm đầu tên là Tracksuit đã lọt vào tầm ngắm của Clint. Và với thân phận Ronin của mình, bố của Maya đã không thoát khỏi lưỡi kiếm hận thù của Clint và cô đã đem lòng căm hận kẻ đứng sau lớp mặt nạ Ronin này. Nhân vật quan trọng sau cuối chính là Yelena Belova, người em gái của Natasha Romanoff và cũng là nạn nhân của cú búng tay của Thanos. Sau khi trở lại, Yelena đã gặp được Valentina Allegra de Fontaine và được bà ta cho biết rằng cái chết của chị mình xảy ra là do Clint Barton. Chính vì thế mà Yelena cũng bắt đầu cuộc hành trình trả thù của mình với anh chàng cung thủ của biệt đội báo thù. Và giờ thì ta đến với những diễn biến trong tập phim đầu tiên của loạt phim Never Meet Your Heroes. Đến với mốc thời gian của hiện tại, Kate Bishop nay đã lớn và cũng đã trở thành một nữ cung thủ cừ khôi. Trong một lần cố gắng dùng cung tên để khiến cho một tòa tháp chung cũ rung lên, Kate đã gián tiếp khiến cho cả tòa nhà sụp đổ do nó đã quá cũ kỹ và mục nát. Sau vụ việc này thì cô đã bị Eleanor trách móc và khóa luôn thẻ ngân hàng, coi như là một hình phạt. Kate cũng phải miễn cưỡng tham gia một buổi tiệc của mẹ mình và biết được rằng bà sắp sửa tái hôn với một người đàn ông khác là Jack Durkin mà không thông qua ý kiến của mình. Không hài lòng là thế, tuy nhiên thì sau đó Kate đã phát hiện ra rằng Armand, một người chú ruột của Jack đang đe dọa mẹ mình điều gì đó. Và không muốn mẹ mình gặp rắc rối, Kate đã quyết định lẻn theo để thăm dò Armand và được biết rằng ông cùng với Jack đang tham gia buổi đấu giá bí mật ở bên dưới tầng hầm. Tại phiên đấu giá, bên cạnh một số món bảo vật quý giá, những món đồ liên quan đến Ronin cũng bất ngờ xuất hiện và cả Armand lẫn Jack đều thèm muốn nó. Nhưng rồi thì sau đó băng đảng Tracksuit đã can thiệp vào và bắt đầu lùng sục mọi thứ ở nơi đây để tìm cho ra một chiếc đồng hồ Rolex bí ẩn. Giữa lúc hoảng loạn, Jack đã tháo lấy thanh kiếm của Ronin rồi rời đi. Kate thì để bảo vệ danh tính thì cô đã kịp thời khoác một bộ đồ của Ronin lên người và bắt đầu chống trả lại bọn chúng. Nhận thấy tình huống có phần xấu đi, Kate đã nhanh chóng đánh bài chuồn. Ở bên ngoài thì một tên trong số bọn Tracksuit đã tìm thấy chiếc đồng hồ cần tìm. Tuy nhiên thì hắn ta đã bị một con chó hoang chột mắt cản trở. Kate sau đó cũng xuất hiện và đánh gục tên này rồi đuổi theo con chó kia, cứu nó khỏi sự hoảng loạn giữa đường phố rồi cùng nó chạy về nhà. Bên cạnh những vụ việc xoay quanh Kate và đêm tuyết rơi dày đặc này, Clint Barton đã cùng ba đứa con của mình có dịp cùng nhau lên New York để ăn chơi một chuyến. Nhưng nay thì Clint đang phải đối mặt với những di chứng từ những trận chiến trước kia và khiến cho đôi tay của anh bị lãng nên cần phải đến sự trợ giúp của máy trợ thính. Sau buổi nhạc kịch về trận chiến New York năm xưa không mấy vui vẻ và khiến cho Clint phải khó chịu, cả gia đình của Hawkeye đã bỏ đi giữa chừng rồi đến một nhà hàng để ăn uống cho no nê, rồi về lại khách sạn nghỉ ngơi. Mặt khác thì Kate vẫn đang tiếp tục khoác bộ đồ Ronin để ra phố điều tra. Tại nhà riêng của Armand, Kate phát hiện ra ông đã bị giết bởi một nhát kiếm. Và rồi thì những tin tức liên quan đến sự trở lại của Ronin bắt đầu được phát sóng và đã đến được tai của Clint. Kate sau đó đã nhanh chóng lẻn ra ngoài trước khi bị phát hiện và bị bọn Tracksuit đứng chờ sẵn. Giữa lúc nguy cấp, Clint đã kịp thời xuất hiện để giải nguy cho cô nàng và Kate đã có lần đầu tiên gặp mặt thần tượng của bản thân. Tiếp tục với tập 2, Hide and Seek. Sau khi xác nhận được thân phận của người đang khoác bộ đồ Ronin lên người, Clint đã cùng Kate đến nhà riêng của cô để trú ẩn. Nhưng rồi thì do trước đó bất cẩn nên Kate đã bị bọn Tracksuit theo vết và tấn công thẳng vào nhà. May mắn là nhờ có sự có mặt của Clint mà cả hai đã an toàn rời đi và đến một căn nhà khác nữa của Kate để trú ẩn và nghỉ ngơi. Clint sau đó cũng tranh thủ quay trở lại căn nhà kia của Kate để lấy lại bộ đồ Ronin, nhưng rồi thì anh phát hiện ra nó đã bị đội cứu hỏa lấy đi để chơi trò nhập vai. Sáng hôm sau khi tiễn các con của mình và hứa là sẽ về kịp lúc Giáng sinh, Clint đã bắt đầu đi tìm nhóm người kia, hòa mình vào không khí rất trẻ con trong trò chơi nhập vai của họ và lấy về được bộ đồ.
Về phía của Kate thì sau một đêm đầy vất vả và nhiều hiểm nguy, cô đã trở về nhà và cảnh báo mẹ mình về sự nguy hiểm của vị hôn phu mới của bà. Thậm chí Kate đã chứng minh được rằng Jack còn là một tay kiếm cử khôi. Với tất cả những mối liên hệ của ông với cái chết của Armand, Kate vẫn không thể thuyết phục được Eleanor tin mình. Không còn cách nào khác, cô đành phải liên lạc với Clint để báo tin. Tuy nhiên thì đúng lúc này đây, Clint đã tự mình giao nộp cho bọn tracksuit để tìm gặp thủ lĩnh của chúng và giải thích rằng Ronin đã chết. Nhưng rồi thì Kate biết được chuyện này nên đã bám theo. Và rồi thì với sự bất cẩn của mình, cả hai chú cháu đã bị tóm gọn. Đến với tập 3, Echoes, Maya lúc này đây đã xuất hiện và bắt đầu tra khảo cả hai về thân phận của Ronin. Nhận ra nếu để vụ này kéo dài thì Kate có thể gặp nguy hiểm nên Clint đã tự mình thoát ra và bắt đầu gây náo loạn. Dù Maya rất lợi hại và đã có phần áp đảo Clint khi đá hư máy trợ thính của anh. Tuy nhiên thì với những mũi tên và cây cung quen thuộc của mình, Clint vẫn khống chế được tình hình và giải thoát cho Kate để cả hai chạy trốn. Trên con đường trốn chạy thì Kate cũng đã chứng minh được cho Clint thấy rằng tay nghề của mình cừ đến như thế nào. Cả hai chú cháu sau đó đã cắt đuôi được bọn tracksuit nhờ chiếc mũi tên có gắn hạt phim ở trên đó. Thất bại trong việc tìm ra thân phận của Ronin, Kazi, một người rất thân cận và hiểu rõ Maya, đã khuyên cô rằng hãy từ bỏ việc trả thù vì nó sẽ khiến ông chủ không hài lòng. Nhưng rõ ràng là nỗi đau của Maya đã không cho phép cô dừng lại. Mặt khác thì sau khi rửa xong máy trợ thính, Clint và Kate đã bắt đầu lên kế hoạch cùng nhau để lật mở vụ việc lùm xùm này. Nhưng rồi thì khi đến nhà Kate để tra cứu thông tin về tội phạm, cả hai đã bị Jack và Eleanor phát hiện. Sang tập 4, Partners, Am I Right? Sau khi bị phát giác thì Clint đã dùng thân phận là một Avenger của mình để bảo đảm rằng Kate sẽ an toàn trước mặt Jack và Eleanor. Tuy nhiên thì có vẻ như là Eleanor vẫn rất bất an về vụ việc này nên đã báo cáo lại nó cho một người bí ẩn biết. Clint thì sau khi rời đi cùng cây kiếm của Ronin lấy lại được từ Jack, anh đã nhờ vợ mình là Laura để tra cứu thêm thông tin về một công ty ma có liên quan đến hoạt động rửa tiền của tracksuit tên là Sloan. Anh đã phát hiện ra rằng Jack chính là người đứng sau công ty này và đã báo lại cho Kate biết. Cô nàng cung thủ đương nhiên là cũng không muốn đứng ngoài vụ việc nên đã lén lút đi theo Clint để tiếp tục. Đêm đó thì Kate cũng đã giúp cho Clint bớt cô đơn hơn phần nào nhờ những hoạt động nhẹ nhàng của mùa Giáng sinh. Clint cũng dạy cho cô bé một số mánh khóe lợi hại, cũng như là kể về quá khứ của anh và cả thân phận thực sự của Ronin. Sau khi biết tất cả thì Kate vẫn tin tưởng hết mình vào sự lựa chọn của thần tượng. Sáng hôm sau thì Clint đã tìm đến Kazi để nói anh rằng hãy khuyên Maya dừng lại việc trả thù và đừng truy vết Ronin nữa. Kate thì đã thông qua nhóm người đam mê trò nhập vai ngày hôm trước để nhờ vả họ đến nơi bí mật của Clint để lấy một số mũi tên cần thiết. Sau khi chuẩn bị xong thì Clint biết được từ Laura rằng chiếc đồng hồ mà bọn tracksuit đánh cắp đang được định vị ở một chung cư nọ. Tại nơi cần đến, Kate đã lẻn vào trong và lấy được chiếc đồng hồ và phát hiện ra đây chính là căn hộ của Maya. Kate đã biết được rằng cô ta đang tìm hiểu về gia đình của Clint. Maya sau đó cũng xuất hiện và tấn công Kate. Ở bên ngoài thì Clint cũng bị một người lạ mặt nào đó đánh úp. Hai chú cháu dù đã rất cồng kềnh nhưng cũng hội họp lại được với nhau ở trên sân thượng và cả hai đã phối hợp để chống trả lại. Mọi chuyện khép lại khi mà Maya đã chuồn đi do bị thất thế. Kẻ lạ mặt cũng đã lộ diện, đó chính là Yelena Belova. Cô cũng đã rời đi sau đó khi nhận thấy tình hình không khả quan. Biết được rằng đã có người thuê cả một Black Widow và tấn công mình, Clint đã quyết định không cho phép Kate tham gia cùng với mình nữa. Tiếp tục với tập 5, Ronin. Thất vọng vì không thể tiếp tục với phi vụ nên Kate đã trở về nhà và giải bày tâm sự với mẹ mình. Đồng thời thì cô cũng không quên khuyên bà hãy tìm hiểu thật kỹ càng về Jack. Và sau đó thì bà cũng thật sự tố cáo để tống Jack vào tù. Nói xong thì cô cũng ghé qua lại căn nhà bị cháy hôm trước và đụng mặt Yelena ở đó. Đương nhiên là vì không có thù hằn gì nên Yelena không có ý muốn làm hại Kate. Cô chỉ ở đây để ăn tối, hỏi Kate về vị trí của Clint, nói về mối thù của cả hai, khuyên Kate rằng không nên cản trở cô nữa và rời đi. Về việc Clint thì sau một đêm suy nghĩ và nói chuyện với Laura xong, anh đã quyết định sẽ chấm dứt mối thù giữa mình và Maya. Khoác lên người trở lại bộ đồ Ronin, Clint hạ gục cả băng tracksuit và đối đầu trực diện với Maya. Sau khi khống chế được Maya, anh lột bỏ lớp mặt nạ ra và nói rằng đêm đó anh tấn công và giết bố cô do được thuê bởi chính ông chủ của cô. Tuy nhiên thì Maya đã không chấp nhận sự thật và tiếp tục tấn công Clint. May mắn là Kate đã lại một lần nữa âm thầm đeo bám nên đã can thiệp kịp thời và cả hai rời đi khỏi hiện trường. Sáng hôm sau thì Kate biết được một sự thật động trời do Yelena tình báo được. Đó là người thuê Yelena để giết Clint chính là Eleanor. Và bà ta cũng đang qua lại mờ ám với ông chủ bí ẩn kia, gã đàn ông đó cũng chính là mối lo ngại của Clint trong suốt thời gian qua. Kingpin hay Wilson Fisk? Mặt khác thì Maya cũng đã bắt đầu nghi ngờ Kazi và hành tung của ông chủ mình. Đến với tập cuối cùng, So This Is Christmas. Mối quan hệ của Eleanor và Kingpin thực chất đã bị rạn nứt. Eleanor đã tiết lộ rằng mình chính là người giết Armand. Tuy nhiên thì vì con gái đã vướng vào vụ việc này nên bà quyết định sẽ chấm dứt chuyện hợp tác này. Clint và Kate sau khi biết được mọi thứ cũng đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để đối phó với Kingpin, cũng như là giải nguy cho Eleanor trước khi bà ta bị hắn ta nhắm vào.
Cả hai chú cháu đã cùng nhau chế tạo ra thêm những mũi tên chuyên dụng mới, cũng như là nhờ vả biệt đội thích đánh trận giả kia để hỗ trợ mình. Vào đêm trước Giáng sinh, tại buổi tiệc của Eleanor, Kate đã đối mặt để tra khảo mẹ mình về mọi chuyện và biết được rằng bố mình khi xưa đã mắc nợ Kingpin, nên giờ đây bà phải làm những việc này để trả nợ hắn ta. Tình hình sau đó cũng trở nên căng thẳng khi mà cả băng tracksuit đã chủ động tấn công để giết Clint. Yelena cũng xuất hiện và Kate đã phát hiện ra nên đã cố gắng cầm chân cô. Clint sau khi hạ gục Kazi đang đứng bắn tỉa ở tòa nhà đối diện thì cũng may mắn thoát chết khỏi tay của Yelena nhờ có Kate cảnh báo. Cả hai chú cháu sau đó đã phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn với nhau để hạ gục toàn bộ băng tracksuit đông đảo. Sau đó thì Clint và Kate đã phải tách nhau ra để Kate có thể đi tìm mẹ của mình đang bị Kingpin nhắm vào. Còn Clint thì cũng đã có lần đối mặt đầu tiên với Yelena. Nhưng rồi thì sau khi vật lộn với nhau một trận, Clint đã hóa giải được hiểu lầm với Yelena. Về phía của Kate thì cô đã xuất hiện kịp thời ngay trước khi Kingpin kịp làm hại mẹ mình. Cả hai sau đó cũng đã có một trận chiến rất nảy lửa. Dù vượt trội về mọi mặt, nhưng với tuyệt chiêu do Clint chỉ dạy thì Kate đã hạ gục được Kingpin bằng một vụ nổ từ những mũi tên đa dụng của Clint chế tạo. Nhưng rồi thì sau đó dù rất đau lòng, Kate cũng không còn cách nào khác ngoài việc tống mẹ mình vào tù sau tất cả những gì bà đã làm. Còn ông chú Jack, hóa ra là dù hay tỏ ra nguy hiểm nhưng lại khá vô hại và không có ác ý gì. Mặt khác thì Maya cũng đã kết liễu được Kazi sau khi biết được sự thật về cái chết của bố. Cô sau đó cũng đối mặt được với Kingpin khi hắn ta đang cố gắng tẩu thoát và rồi tiếng súng cũng vang lên nhưng ta vẫn chưa biết ai là người nằm xuống. Còn hai chú cháu Clint và Kate thì sau khi cùng nhau giải quyết vụ việc khó nhằn lần này, anh đã dẫn Kate về nhà để quây quần với nhau vào ngày Giáng sinh. Cả hai cũng đốt luôn bộ đồ Ronin để tránh gây rắc rối về sau. Ngoài ra thì sự thật về chiếc đồng hồ mà băng tracksuit đã đánh cắp cũng đã được tiết lộ. Hóa ra nó là của Laura và mặt sau của nó có in hình của Shield, tiết lộ rằng cô cũng từng là đặc vụ của tổ chức này. Và đó là toàn bộ diễn biến của mùa đầu tiên của Hawkeye. Liệu chúng mình có bỏ lỡ điều gì không? Cũng như là có điều gì mà các bạn mong muốn chúng mình làm tiếp về series này? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out!